Chào mừng Đảng bộ và nhân dân xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương năm 2015 đã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Tự hào quê mẹ Phạm Kha, viết lời Nguyễn Văn Dũng, người con của quê hương. Nhạc Huy Hoàng, phối khí nhạc sĩ Ngọc Quang do ca sĩ Thanh Quý trình bày. Thanh Miện Hải Dương nhớ ghé về Phạm Kha yêu thương, một vùng đồng màu với ngàn rau xanh bát ngát, đỗ thương đỗ hà như một vùng biển biếc, cài bắp du hào hành hoa rau diếp, đào phái hàn lâm vườn ao chuồng nối tiếp ngõ xóm thanh. Lòng dân hân hoan nhịp sống rộn ràng, Phạm Kha một vùng hiên tai dậy hào khí cha ông, người người đồng lòng thề xây đất non sông, bao gương anh hùng đã vào trang lịch sử cho tiếng tăm muôn đời thêm sáng rỡ quê đồng lòng.